Em anh thấy người ta làm bông hoa 20 tháng 10 tặng mẹ, đẹp quá nè. Đâu, em coi coi. Nè. Cái gì? Wow. Đẹp thiệt nha. Nhưng mà đồ đâu mà làm? Nè, đâu nè. Có luôn hả? Ừ. Ok, vậy thì bắt tay làm thôi. Ủa đâu hoa của anh đâu? Hoa của anh đây nè. Wow. Ủa mà sao em làm nhanh vậy? Thì nó dễ mà. Trời ơi, nhìn em làm cái này y hệt ở trên mạng luôn. Mà giống hoa thiệt quá vậy nè. Cảm ơn em nha.